Xin chào quý anh em, giới thiệu đến quý anh em mình sản phẩm mực một nắng bên Bình. Thì gần Tết rồi, Bình bán sản phẩm mực một nắng cho quý anh em mình mua về làm quà cho người thân trong gia đình. Gia đình mình, gia đình phía vợ đều được hết ha. Thì ngày Tết chúng ta có rất là nhiều cách để chúng ta tặng quà đó. Thì anh em có thể tặng bia, nhưng mà thùng bia thì uống thì nó hết liền, chứ ký mực ở bên Bình thì mấy anh em uống phải hết 10 thùng bia. Thì cái sản phẩm mực một nắng ở bên Bình thì giá 450.000 đồng một ký, thì được Bình chọn lựa cái sản phẩm loại mực câu là cái loại mực mà tốt nhất để nó quyết định cái chất lượng của con mực một nắng đó. Xin gửi đến quý anh em. Thì anh em mình thấy là mực một nắng bên Bình là sau khi phơi nó vẫn còn cái màu da rất là long lanh. Mà bây giờ thị trường thì rất là nhiều khách hàng khó tính, rất là nhiều khách hàng kỹ tính, họ chọn mua con mực là phải có nghiêng da. Bởi vì sao anh em biết không? Bởi vì con mực mà có nghiêng da thì chúng ta không thể tẩy trắng được. Thì bây giờ cái nguồn mực từ rất là nhiều nơi, nó rất là khó để anh em phân biệt. Cho nên là cái sản phẩm mực bên Bình là phơi xong giữ nghiêng da đã thấy được cái sự long lanh của con mực. Anh em đi làm xa thì có thể mua mực một nắng ở bên Bình để về làm quà cho gia đình của chúng ta. Hoặc là những anh em đi làm xa mà đã về tới nhà rồi thì Bình sẽ ship đến tận nhà cho quý anh em của chúng ta. Tất cả các tỉnh thành trên mọi miền đất nước Bình đều đã từng ship hàng. Thì cái sản phẩm mực một nắng bên Bình là mực câu được khai thác ở cái vùng lộng bởi những người khai thác trên những cái con thuyền nhỏ họ đi câu đó. Thì sở dĩ Bình giới thiệu cho anh em một tí xíu thì mực của Bình khai thác bằng mực câu và khai thác ở cái vùng biển miền Trung là cái vùng mà cho ra cái chất lượng con mực nó ngon nhất và tốt nhất. Thì ở rất nhiều nơi đều có những cái sản phẩm mực một nắng có thể là rẻ hơn nữa cũng có, nhưng mà những cái con mực mà khai thác ở cái vùng khơi á thì khi anh em ăn vào thì nó có vị hơi mặn và nó thiên về cái phần đắng. Còn con mực mà ở khai thác mực câu ở bên Bình á thì khi quý anh em mình dùng vào thì chúng ta sẽ cảm nhận cái vị ngọt của con mực. Thì sản phẩm mực bên Bình là được đi giao ngày nào cũng phân phối khoảng tầm 30 đến 50 ký, có ngày giao hơn cả 100 ký. Và ngày hôm nay thì Bình giới thiệu đến anh em trên một cái video này, bởi vì gần Tết rồi cũng không có cái quà cáp gì dành cho quý anh em, cho nên là tổ chức một cái chương trình gọi là bán hàng giá gốc có lợi nhuận một tí xíu. Và trong cái phần lợi nhuận đó Bình sẽ lấy để tổ chức các cái chương trình phát quà cho những cái hoàn cảnh khó khăn. Thì anh em có xem trên cái kênh YouTube của Bình thì dạo này thì Bình cũng rất là lười biếng để ra những video, bởi vì Bình kết hợp với một số những anh chị nữa là để làm những cái công tác từ thiện cho những cái hoàn cảnh mà còn nhiều khó khăn, để có một cái Tết nó an lành và ấm áp hơn. Thì hy vọng cái sản phẩm mực một nắng ở bên Bình, một cái sản phẩm rất là thiết thực, xin gửi đến quý anh em sẽ làm hài lòng quý anh em của chúng ta. Một ký mực một nắng để cho anh em mình nướng lên và nhâm nhi trong ngày Tết. Cũng xin được giới thiệu đến quý anh em mình sản phẩm thứ hai bên Bình, đó là sản phẩm con cá ngựa. Thì một cặp cá ngựa bên Bình là có giá 250.000 đồng. Thì cá ngựa bên Bình là đạt chất lượng chiều dài từ 13 đến 17 cm, là cái chất lượng của con cá ngựa mà rất là thích hợp nhất để cho anh em chúng ta ngâm rượu. Thì anh em mình biết là tác dụng của con cá ngựa là khi chúng ta ngâm rượu vào, đó gọi là cái món mà ông uống bà khen, bà uống ông bỏ chạy, một người khỏe hai người vui. Thì Bình giới thiệu sơ qua về cái công năng của con cá ngựa và
và muốn giới thiệu nhiều về cái sản phẩm cá ngừ bên Bình để cho quý anh em mình có cái sự lựa chọn mà hoàn hảo nhất khi cái chuẩn của con cá ngừ nó đạt chiều dài từ 13 đến 17 cm. Là cái loại cá ngừ dạng lớn nó rất khó để chúng ta lựa chọn, còn những con cá ngừ mà từ 10 cm đổ lại thì gọi là chất lượng cá ngừ nhỏ, khi chúng ta ngâm rượu thì nó cũng chưa quyết định được cái chất lượng, gọi là cái món mà ông uống bà khen. Thì hy vọng rằng quý anh em mình sẽ ủng hộ hai cái sản phẩm thiết thực nhất bên Bình xin gửi đến quý anh em mình trong ngày Tết. Xin cảm ơn quý anh em mình rất là nhiều.